Kính thưa quý vị, Libya ăn mừng 2 năm cách mạng thành công, tính từ Tripoli. Hàng ngàn người đã đổ xuống đường phố ở thủ đô Tripoli trong chiều ngày hôm qua để ăn mừng 2 năm cách mạng thành công. Đường phố nghẽn xe cộ, ngợp quốc kỳ, vang lừng tiếng hát quốc ca trong lúc hàng ngàn người lũ lượt kéo tới quảng trường liệt sĩ. Nhiều người nhân cơ hội này tưởng nhớ thân nhân, mang theo hình ảnh của người thân bị chết trong cuộc chiến. Bà Mariam Daiki có anh chết trong cuộc nổi dậy, nói bà ta không thể diễn tả hết sự vui mừng, cảm ơn Chúa là máu của liệt sĩ đã không bị đổ một cách uổng phí. Ông Abdul Salem Motta nói ông ta cảm thấy hạnh phúc và hân hoan. Ông ta bước đi trong ngày hôm nay tưởng như bay bổng trong không khí. Tất cả người nhà của ông ta đều tràn ngập niềm vui. Mọi người ai cũng tỏ vẻ vui mừng, không chỉ xe mà ngay cả người đi bộ cũng không thể chen chừng tới quảng trường liệt sĩ. Ở tại thành phố Benghazi, hàng ngàn người cũng đã xuống đường nhảy múa, ca hát, ăn mừng ngày lễ. Nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 1.000 cây số, Benghazi là cái nôi của cuộc nổi dậy lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi. Ông Ahmed Aboulat nói ăn mừng cách mạng giống như Libya đang ăn mừng lễ Eid thứ ba. Ông Fazal al-Haddad nói cũng giống như mọi người Libya khác, ông ta đang rất vui mừng. Không có chương trình kỷ niệm chính thức nào, nhưng pháo bông và nhạc yêu nước đã vang lên khắp Libya từ ngày thứ Sáu.